Trước những lời quảng cáo có cánh, nhiều người đã tin tưởng tìm đến các cơ sở làm đẹp chui. Nhưng hậu quả là không ít trường hợp thẩm mỹ thất bại, tiền mất mà nhan sắc và sức khỏe cũng bị hủy hoại theo. Mới đây, Bệnh viện 108 vừa tiếp nhận một phụ nữ ở Bắc Giang tiêm filler, cấy chỉ tại một spa để nâng cấp vòng 1 theo hình thức trả góp đã gặp những biến chứng như có nhiều ổ viêm mủ, áp xe, khó thở, nổi ban đỏ toàn thân. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ đã hút ra được 40cc dịch màu vàng đục, xét nghiệm phát hiện vi khuẩn tụ cầu vàng trong chất dịch. Trước đó vào tháng 2 năm 2023, một bệnh nhân nam ở Hà Nội sau khi làm đẹp bằng tiêm meso vi điểm đã gặp phản ứng u hạt, viêm bán cấp biến chứng nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương. Còn đây là trường hợp bệnh nhân ở Thanh Hóa với mong muốn cải thiện chống nhăn, trẻ hóa rãnh cười. Thay vì tìm đến các cơ sở làm đẹp uy tín, người này đã tìm đến một cửa hàng cắt tóc gội đầu ở địa phương để làm đẹp. Thế nhưng, đẹp chẳng thấy đâu. Chỉ sau 3 ngày được tiêm chất làm đầy vào hai má và thái dương, chị đã gặp phải nhiều biến chứng ở vùng mặt có mủ. Tìm đến nơi làm đẹp thì họ đã đóng cửa. Người ta cũng làm tầm 3, nhưng mà cái tình huống nó mới mở. Bây giờ người ta mới là cô bị nhăn đấy, là đấy còn có nhăn cho cô. Đấy, bây giờ là mình thì mình thấy nhăn thì mình đến 3, thế mình tìm được ở 3 ngày thì tự nhiên là nó sưng lên, nó phải có phồng lên. Thế cái đến một cái tư, chả thấy ở đâu, điểm nó không được. Theo nguyện vọng là chị muốn đến xóa nếp nhăn vùng mắt thì đến spa được các bạn tư vấn tiêm chất làm đầy. Sau khi tiêm thì chị xuất hiện triệu chứng viêm tấy tại chỗ. Khi vào chúng tôi thì chúng tôi trước mắt là chúng tôi làm bệnh án của khoa điều trị, dùng kháng sinh, dùng những chất chống viêm để giảm quá trình viêm tấy đấy xuống. Khi phẫu thuật lấy những cái khối ra thì nó là những cái khối cứng màu vàng dạng như chất nhựa dẻo silicon, nó không phải là một chất nằm đầy sinh học. Theo tiến sĩ Uông Thanh Tùng, trong quá trình điều trị, bệnh viện đã gặp không ít trường hợp bệnh nhân sau khi sử dụng dịch vụ tại nhiều spa thẩm mỹ bị biến chứng. Đa phần biến chứng là nhiễm trùng tại chỗ. Điều đáng lo ngại, nhiều cơ sở làm đẹp không bảo đảm đủ các tiêu chuẩn như diện tích, ánh sáng, điều kiện vô khuẩn, không đủ phương tiện y tế cần có nên dễ gây biến chứng cho khách hàng. Trong khi đó, đa số chị em khi đi phẫu thuật thẩm mỹ đều không muốn cho người khác biết, do đó họ thường chọn nơi kín đáo và ngại đến bệnh viện không. Chúng tôi đã gặp rất nhiều biến chứng đã xảy ra đến với khoa chúng tôi, đặc biệt là vùng mặt cũng như là vùng mông. Để lại hậu quả rất là nghiêm trọng, có những trường hợp làm giảm thị lực của mắt, có những trường hợp nó viêm loét, chảy da, rồi chảy mủ, phải mổ tạo thành những cái sẹo trên mặt rất là đáng tiếc. Bản thân những cái chất làm đầy đấy thường hay được các người dân đến những cái spa hoặc những cái không được chỗ uy tín. Họ tiêm với giá rất rẻ, 1 triệu, 2 triệu. Nó gây viêm da rồi nó có thể di chuyển, nó gây giảm thị lực, rồi chảy vào trong não rất là nguy hiểm. Thực tế cho thấy thị trường làm đẹp dường như đang là miếng mồi hấp dẫn. Bởi vậy, có không ít những thẩm mỹ viện treo đầu dê bán thịt chó để hành nghề chui. Điều này lý giải vì sao số ca gặp biến chứng do làm đẹp tại các cơ sở làm đẹp không được cấp phép ngày càng tăng lên. Đây là một ví dụ. Theo thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội, chúng tôi được biết cơ sở này liên tục đăng nhiều quảng cáo về công nghệ phá hủy mỡ 4 chiều. Thế nhưng, khi đến địa chỉ như quảng cáo, bên ngoài cơ sở lại có biển hiệu phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt. Khi ngỏ ý muốn làm dịch vụ giảm béo thì chúng tôi được một nhân viên dẫn lên tầng 2 để tư vấn. Mình thì đang có là 1.999.000 trên một buổi. Thì như cơ thể của bạn ấy thì mình khuyên là nên đi giúp mình là 2 buổi nhá. Là phương pháp của bên mình có tên là RF Mono. Đó, và đối với phương pháp RF Mono này là bên mình khuyên bạn là nên đi là 2 buổi đối với cái cơ thể của mình và tổng trọng lượng mỡ của mình. Không chỉ là những lời quảng cáo có cánh mà người này còn tự tin khẳng định về dịch vụ giảm béo tại đây an toàn và không xâm lấn. Việc đầu tiên là bên mình sẽ phá hủy liên kết giữa các mô mỡ. Sau đó là gì? Sau đó là đến buổi thứ hai là bên mình sẽ hóa lỏng các cái phân tử mỡ cho bạn. Phân tử mỡ sau khi mình hóa lỏng là bước đào thải. Thì bên mình sẽ đào thải cho bạn qua cái gì? Thứ nhất là đường đại tiện.
Thứ hai là đường tiểu tiện và thứ ba là đường mồ hôi. Hai cái buổi này mình sẽ giảm được từ 5 cho đến 7 cm trên cái vùng bụng của mình, tương đương là từ 2 cho đến 3 kg. Mỡ bụng của mình là giảm mỡ trắng cho bạn, là cái mỡ có hại. Như vậy có thể thấy, hiện nay nhiều cơ sở dịch vụ thẩm mỹ spa dù không được cấp phép hoạt động chuyên môn, quảng cáo dịch vụ nhưng vẫn bất chấp tung các chiêu trò nhằm hút khách. Đã có không ít người cả tin vào những chiêu quảng cáo trên trời của các dịch vụ làm đẹp, không tìm hiểu về các cơ sở thẩm mỹ khiến tiền mất tật mang. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong công tác quản lý và cần phải được siết chặt hơn đối với loại hình dịch vụ này, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Nếu mà thực hiện sai mới lại các cái giấy phép hoạt động của mình ấy, thì có thể là bị xem xét về xử lý vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực y tế và sẽ bị xử phạt tiền. Trong đó có việc tước giấy phép hoạt động từ 18 cho đến 24 tháng. Không có giấy phép hoạt động nhưng mà thực hiện các cái hoạt động phẫu thuật xâm lấn mà gây đến ảnh hưởng đến tính mạng, đến sức khỏe của những cái người khách hàng thì có thể bị xem xét xử lý về trách nhiệm hình sự. Theo thống kê của các ngành chức năng, hầu hết các trường hợp biến chứng đều nằm ở những bệnh nhân phẫu thuật ở các cơ sở hoạt động trái phép. Việc các cơ sở thẩm mỹ chui vẫn còn đất hoạt động thời gian qua có thể một phần nằm ở sự nhẹ dạ cả tin của người dân. Bên cạnh đó là thủ đoạn tiếp cận con mồi của các cơ sở này quá tinh vi, quảng cáo quá rầm rộ, kết hợp với những lời mời chào có cánh, đánh trúng tâm lý người có nhu cầu, khiến cho họ tin tưởng tuyệt đối vào các cơ sở này. Đây được xem là hồi chuông cảnh tỉnh đối với người tiêu dùng khi lựa chọn các dịch vụ làm đẹp. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng cần tăng cường siết chặt hơn nữa công tác quản lý đối với các hoạt động thẩm mỹ, kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.